Hai cho anh em vào xin lỡ mình nhà tàu lũ anh chị tám rất vui quay trở lại trong video ngày hôm nay về Ark Randy server số 55 cùng server mình luôn với hơn 8,3 triệu chiến kinh khủng khiếp đúng không các bạn, khỏe vãi linh hồn. Nói chung cái tầm này mà cứ trên 8 triệu được chiến được xếp ở hàng top server rồi các bạn ạ. Này xếp trong khu vực server 60 thì đang là top 7 các bạn ạ, nghĩa rằng còn 6 con quái vật còn trâu hồ hơn nữa lần lượt là S7 Trùm, Adam, Leviathan và bộ ba khung vàng, thằng Folic Claw thì khung bạc đấy, Folic Claw, Suwaidi và Soulcone đến tới gần hơn 9 triệu chiến cơ, kiểu kiểu có bạn dã man vãi. Mình là top 8 với 8,18 trước được chiến gọi nhá, mong hiểu chỗ ăn gì hiểu chỗ lực chiến cao vãi. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ không có đánh nhau ấy nhớ cả, mà chỉ đơn giản là quay bot và quay võ sĩ thôi. Nhân phẩm của Randy thì cũng không được cao lắm, mình cũng thế, nhưng mà như nào nhỉ, mình thì có lúc hay có lúc xui các bạn nhá. Và Randy thì nghĩ rằng Semiloy sẽ là phù hợp với team của bạn ấy, mình nghĩ rằng vị trí thay thế chắc chắn sẽ là Major. Các bạn nào dùng Major rồi thì biết sức sát thương của nó, độ hữu dụng của nó không còn nữa, mặc dù đã được nâng cấp lên đến 1,2 triệu lực chiến, không thua kém gì, à thua kém nhiều so với Hotaru, so với Sekiremon. Đấy. Nhưng mà kể cả có nâng khỏe các bạn nhá, nó cũng không thể nào mà trâu được như những hội khác đâu, dù ở nâng cái lục môn hồn được năm, hồn được năm thì có thể thay thế vào cho ngon lành đúng không, xem rune này đây, thành rune phòng thủ rồi, thế còn thành con chim mồi các bạn ạ. Ê, thì bây giờ lấy cái gì làm chim mồi, không lấy Semiloy về thì lấy cái gì làm chim mồi đây không rõ nữa, nhưng mà thôi. Đấy, dù sao thì Sơ Mi mình nghĩ là một võ sĩ rất đa dụng, các bạn có thể không dùng nó ở vị trí ok đúng vào đây quay mèo luôn các bạn nhé, các bạn có thể không dùng nó ở vị trí tấn công thì dùng nó ở vị trí phòng thủ hoặc hiệu ứng đều tốt cả các bạn ạ, dễ dùng lắm. Nào chúng ta khởi đầu với xấp xỉ 85k kim cương, mình cứ gọi là 85k cho nó dễ tính nhé, 84k rưỡi đấy xem lại bao nhiêu. Lúc đấy cái video bán này mình nhân tiện mình quay đèn quá wow. Lại được 11k xem lại lại bao nhiêu rồi, cũng thấy mùi mùi đấy rồi, máu rồi đó. Rồi 61k như vậy chắc cũng tầm thế, đúng thật các bạn ạ, lãi được khoảng 11k kim cương các bạn nhá. Nào, hy vọng là mình sẽ quay được boss dưới 11k, như vậy là vẫn có lãi. Ủa, quay thôi. Vừa rồi là mình vừa cùng vé để quay các bạn ạ. Khi mà dùng vé để quay thì mình sẽ không mất kim cương. Để test trước đi. Rồi. Đây là có nút skip nên nó hiển thị ra luôn gọi nhá. Đấy còn không thì nó sẽ như thế này. Đấy, đấy nó sẽ quay quay kiểu như này. Thế. Ok. Mình không để nút skip đâu nhá. Ấn vào nút skip. Nhưng may nó ra boss rồi vẫn quay tiếp thì chết. Vì nó nhanh quá mà các bạn. Rồi được một đồ hiệu sách. Đợt vòng quay là các vòng quay theo kiểu quay dương này thì có yếu tố hên xui khá nhiều, nghĩa rằng có những người chưa đến 1.000 điểm đã ra là boss, còn trung bình thì phải trên 3.000, những bạn nào đen thì phải trên 4.000, đấy là chuyện hết sức bình thường các bạn nhé, nhân phẩm là của mỗi người. Nhưng trong đó thì mình thấy rằng những tỷ lệ người chơi mà dưới 2.000 điểm cũng là khá khá cao, không phải chiếm nhiều nhất, trên 3.000 là chiếm nhiều nhất. Đấy, còn dưới 1.000 thì hơi bị hiếm. Đấy, nhưng mà từ khoảng 3.000 là nhiều nhất các bạn ạ. Rồi, thêm một hiệu ấn sách nữa, không quá quan trọng đâu, giờ nhiều bot thôi, cái tầm 8,3 triệu lực chiến này thì một vài cái một hiệu ấn sách nó có ý nghĩa gì đâu, cuộc sống ý nghĩa gì đâu. Từ xem nào, xem đã mở ra được võ sĩ chưa? Khéo ơi, khéo mở ra võ sĩ rồi, ông cứ ngồi ông bấm thì chết đấy các bạn ạ. Chết người không phải gì đâu, chưa có các bạn nhá, đây là hình ảnh của Orochi Sumi, sấm sét bão bùng và bầm luôn, tất cả các phiên bản Sumi đều có hình ảnh vô cùng nóng bỏng và bộ kỹ năng thì theo mình đánh giá cũng rất bắt mắt, nhìn cái chiêu thức của nó tung ra nhìn sướng mắt lắm. Rồi chưa thấy đã là 2.600 rồi, như vậy là đây không phải là một pha quay mèo hên và cũng không phải là một pha quay bot hên. Chia buồn với ông Randy trước đã nhá, nhưng thật ra ông buồn cũng quen rồi. Đây rồi, ao ở đây nhanh thế thôi rồi, 3.200 cũng là mức độ vừa vừa, không phải đen rồi các bạn nhá,
Thật với các bạn ấy, bạn nào mà quen đen nhiều thì biết chỉ cần không đen thôi là được rồi, chứ không mong gì đến đỏ đâu. Đấy, chắc chắn trong buổi tối nay mình sẽ live stream về Semiloy, có thể rất có thể sẽ live stream lấy và nâng cấp Semiloy luôn, rất có thể rồi nhá, 100%. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi nhé. Và đâu tạm thời chắc chắn là sẽ hai con Semiloy đấu nhau với con Semiloy của lão Orendi nhá. Hẹn các bạn trong buổi live stream tối nay.